mưa lũ hoành hành, cộng với việc Ấn Độ và một số nước khác cấm xuất khẩu gạo, đang ngày càng gây thêm áp lực cho bài toán an ninh lương thực của Trung Quốc. Đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho hơn 1,4 tỷ dân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cơn bão Dosuri, từng đạt cấp siêu bão, đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc từ ngày 28 tháng 7. Ngoại trừ Tử Cấm Thành, nhiều nơi khác ở thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận đã chứng kiến đường phố biến thành sông, hàng loạt ô tô bị cuốn trôi như món đồ chơi. Sau đó lại đến lượt bão Kanun càn quét trong tuần này, làm ngập những cánh đồng và tàn phá hoa màu. Giới chức nông nghiệp Trung Quốc đã cảnh báo hậu quả tiềm tàng đối với sản lượng lương thực ở vùng Đông Bắc. Nhưng ông Mã Văn Phong, nhà phân tích tại hãng tư vấn nông nghiệp Phương Đông Bắc Kinh, lại tỏ ra không quá lo ngại về ảnh hưởng trước mắt. Ông nói, mưa lũ hiện giờ ở miền Bắc Trung Quốc chỉ có tác động hạn chế đối với tổng sản lượng lương thực. Tuy nhiên, nó giống thêm một hồi chuông báo động về thiên tai đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, gây ra những tác động bất lợi đối với năng suất cây trồng, ông Mã nhấn mạnh. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng do mưa lũ ở Bắc Kinh và tỉnh lân cận Hà Bắc. Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 2 tháng 8 thông báo phân bổ 432 tỷ nhân dân tệ, tương đương 60,1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất nông nghiệp. Bộ này cũng cảnh báo việc khắc phục thiên tai sẽ cực kỳ khó khăn và thách thức. Theo tờ South China Morning Post, những trận mưa lớn nhất 140 năm do bão Dosuri và Kunun gây ra có thể sẽ để lại áp lực lâu dài cho khu vực Đông Bắc Trung Quốc, nơi có thế mạnh sản xuất lúa gạo. Bên cạnh thiên tai, Trung Quốc cũng chứng kiến thị trường toàn cầu đầy biến động khi những cú sốc khí hậu cũng làm rung chuyển nhiều quốc gia khác. Ấn Độ, Nga và UAE đã cấm xuất khẩu lúa gạo, khiến giá lương thực tăng lên trong những tuần qua. Liu Yan, nhà phân tích cao cấp tại Kingrain.com cho biết, về lương thực, Trung Quốc có nguồn dự trữ dồi dào và sản lượng nội địa ổn định. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn mua hàng ở Bắc Mỹ có thể lan sang quốc gia châu Á. Ông Liu phân tích, khi nhiều nước cấm xuất khẩu gạo, giá gạo toàn cầu có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Thông thường, điều ảnh hưởng đến thị trường không chỉ là cung và cầu, mà còn là tâm lý của những người tham gia thị trường, ông Liu nói. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới vào tháng trước đã công bố lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng, không phải basmati, một loại gạo phổ biến ở Nam Á, nhằm ổn định giá trong nước. Sau đó, Nga và UAE cũng thông báo các lệnh cấm. Trong khi đó, ở Trung Quốc, năng suất trồng lúa cũng có thể giảm sút do mưa bão và các sự kiện thời tiết liên quan đến El Nino, chuyên gia Lưu cho hay. Ngoài ra, diện tích gieo trồng lúa đã giảm do điều chỉnh cơ cấu, vì vậy giá sản lượng lúa năm nay có thể giảm so với năm ngoái, dù không chênh lệch lớn, ông Lưu nói thêm. Nhiều địa phương Trung Quốc đã khuyến khích nông dân trồng thêm đậu tương khi Bắc Kinh tìm cách giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trong những năm gần đây trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo số liệu hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 80% đậu tương trong vài năm qua. Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp cứng rắn để củng cố an ninh lương thực trong những năm gần đây, bao gồm đảm bảo có đủ đất canh tác và đầu tư lớn vào việc hỗ trợ các nhà lai tạo hạt giống trong nước để sản xuất các loại cây trồng có năng suất cao hơn. Ông Pan Wenbo, người đứng đầu bộ phận sản xuất cây trồng của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, giới chức nông nghiệp hiện xem việc phòng chống thiên tai là ưu tiên hàng đầu, vì dự đoán các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng hơn có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Côn trùng, sâu bệnh cũng là những mối bận tâm lớn. Ông Pan cho biết thêm, hơn 4 triệu hecta đất trồng trọt đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ đầu năm đến nay, tăng mạnh so với mức hơn nửa triệu hecta trong cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc hiện đang chứng kiến sản lượng lúa mì giảm sút lần đầu tiên kể từ năm 2018, chủ yếu do thảm kịch mưa lũ tấn công địa phương trồng lúa mì lớn nhất tỉnh Hà Nam vào cuối tháng 5. Giáo sư Hou Xuexi, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại Đại học Tây Bắc ANF ở tỉnh Thiểm Tây cho biết, hầu hết lao động trẻ và có kinh nghiệm từ nông thôn Trung Quốc đang làm việc ở thành phố trong thời gian không phải mùa thu hoạch, sẽ rất tốn kém để đưa họ trở lại quê nhà để sản xuất, bù đắp tổn thất sau thiên tai. Vì vậy, chính phủ đang phải đối mặt với chi phí lớn và khó khăn trong việc huy động người dân ứng phó với các thảm họa tự nhiên. Nỗi lo về an ninh lương thực không phải là chuyện mới ở Trung Quốc. Tờ Economist vào tháng 7 cho biết, thời tiết ngày càng khắc nghiệt ở đất nước tiểu dân có thể là chỉ báo về những thách thức sắp tới. Trước khi mưa bão hoành hành, các vùng trồng ngô xung quanh thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc
cũng đã hứng chịu nắng nóng đến sớm trong năm nay. Kèm theo đó là hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở phía Bắc và phía Tây Trung Quốc. Từ đầu mùa hè, sóng nhiệt trên khắp đất nước cũng gây hại cho nuôi cá, heo và thỏ. Thời tiết khắc nghiệt đã và đang bủa vây người nông dân Trung Quốc từ mọi phía trong năm nay. Khu vực Tân Cương ngày 17 tháng 7 ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 52,2 độ C, trong khi nhiều vùng khác của Trung Quốc có nhiệt độ trung bình vượt 40 độ C. Theo Economist, khó kết luận chắc chắn một đợt hạn hán, lũ lụt hoặc nắng nóng đều là do biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà khoa học tin rằng hiện tượng này đang đóng vai trò làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các loại hình thời tiết cực đoan. Điều đó ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể cảm thấy lo lắng hơn. Đảm bảo lương thực với mức giá phải chăng cho đất nước hơn 1,4 tỷ dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình từ khi nhậm chức vào năm 2013 luôn quyết liệt thúc đẩy đất nước tự chủ nhiều hơn về nguồn cung lương thực. Ông thường xuyên nhấn mạnh thông điệp Trung Quốc cần giữ chắc chén cơm của nhân dân và lấp đầy nó bằng hạt gạo Trung Quốc. Trong Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định an ninh lương thực là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, mục tiêu an ninh lương thực đang đối diện với thách thức. Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới, nhưng có chưa tới 10% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, khi đất nước phát triển và đô thị hóa, đất nông nghiệp cũng bị thu hẹp lại. Thực tế này, cùng với việc nhu cầu thực phẩm cao cấp của thị trường ngày càng lớn do mức sống được cải thiện nhanh chóng, đã đưa Trung Quốc liên tục nhập siêu nông sản từ năm 2004. Trung Quốc ngày nay là nước nhập khẩu đậu nành, ngô, lúa mì, lúa gạo và sản phẩm từ sữa nhiều nhất thế giới. Nhưng điều đó ít nhiều bị ảnh hưởng do mối quan hệ sóng gió giữa Trung Quốc với các nhà xuất khẩu nông sản như Mỹ hay Úc. Đến nay, một nửa lượng calo trung bình của người Trung Quốc đến từ các loại ngũ cốc. Nhưng hạn hán với tần suất dày đặc hơn có thể làm giảm 8% sản lượng ngô, lúa mì và gạo vào năm 2030, theo một nghiên cứu do Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cấp kinh phí thực hiện. Lượng mưa lớn có thể có tác động tương tự đối với một số loại cây trồng. Rau và trái cây cũng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và khó bảo quản trong thời gian dài, khiến chính phủ khó tăng cường dự trữ. Năm ngoái, đợt hạn hán nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc đã khiến giá dưa chuột và rau diếp tăng đột biến. Sự phân bổ các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc rất phức tạp, vì vậy khó đưa ra dự đoán cho tương lai. Nhưng nhìn chung, theo Economist, nếu khí hậu miền Bắc Trung Quốc dần trở nên nóng hơn, sẽ hợp lý khi chuyển sang tập trung trồng ngũ cốc ở đây. Một biện pháp phản ứng khác là đưa thêm nhiều hoạt động sản xuất lương thực của Trung Quốc vào trong nhà, nơi nhiệt độ và độ ẩm có thể được kiểm soát và có thể thúc đẩy tăng sản lượng. Năm nay, chính phủ Trung Quốc kêu gọi tăng diện tích trồng rau trong nhà kính, hướng tới nâng tỷ lệ từ 30% hiện nay lên 40% vào năm 2030. Trong môi trường nhà kính, việc tưới tiêu và bón phân có thể được giám sát hiệu quả hơn. Truyền thông xứ Trung đã đưa tin về việc xây dựng thành công các nông trại không phụ thuộc vào thiên nhiên, bao gồm một nhà kính khổng lồ để trồng sung và thanh long ở sa mạc Gobi. Ngành chăn nuôi cũng có xu hướng chuyển vào trong nhà. Do ở môi trường nắng nóng thì heo tăng cân chậm, bò tiết sữa ít hơn và gà cũng đẻ ít trứng hơn. Tất cả các con vật này cũng có nguy cơ tử vong cao hơn. Vì vậy, ngành chăn nuôi Trung Quốc cũng đang chuyển trang trại vào trong nhà. Một cơ sở nuôi heo 26 tầng ở miền Trung Trung Quốc hiện là trang trại lớn nhất thế giới. Nuôi bò trong nhà thì khó hơn, nhưng tại một trang trại ở tỉnh Hà Bắc, cơ sở này đã lắp quạt khổng lồ và còn thường xuyên tắm mát cho bò. Vị trí của mỗi con bò được theo dõi bằng máy tính và các vòi phun tự động được điều chỉnh để tránh lãng phí. Ông Cham Su, chủ sở hữu một công ty cung cấp thiết bị làm mát cho biết, những cách làm như vậy đã lan rộng nhanh chóng trong ngành công nghiệp sữa. Ông nói, mọi người đều cầu mong thời tiết thuận lợi trước khi mỗi mùa hè bắt đầu. Việc trồng các loại ngũ cốc vẫn là một thách thức khó khăn hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Do trồng trọt phải thực hiện trên diện tích lớn, nên những cánh đồng ngoài trời vẫn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Trung Quốc cũng đã và đang tích cực phát triển các giống lúa gạo, lúa mì và các loại cây trồng khác có thể chịu hạn và chịu nhiệt tốt hơn. Việc trồng ngô biến đổi gen đã được cho phép ở một số khu vực. Tuy nhiên, nhìn chung, chính phủ có cách tiếp cận khá thận trọng đối với những công nghệ như vậy, theo Economist. Hiện tại, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào hạt giống biến đổi gen từ các quốc gia như Argentina. Trong tương lai, hy vọng là các công ty hạt giống của Trung Quốc sẽ có thể phát triển các giống cây trồng phù hợp hơn với biến đổi khí hậu.
trích lời chuyên gia Evenpay từ công ty tư vấn Trivium China. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu các kỹ thuật tưới tiêu tốt hơn để giảm thiểu tác động của hạn hán. Chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng cung cấp nước đạt mức 1.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022, cao hơn 44% so với năm trước. Giáo sư Su Jinglong từ Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, mục tiêu chính là cải thiện các mao mạch của hệ thống tưới tiêu ở Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là xây dựng một mạng lưới đường ống và bể chứa dày đặc hơn, đồng thời giảm thất thoát do bay hơi và rò rỉ. Cơ sở hạ tầng bơm hàng triệu lít nước từ miền Nam tươi tốt đến những nơi khác của Trung Quốc cũng sẽ được mở rộng. Nếu giải pháp đó không hiệu quả, có lẽ Trung Quốc sẽ cố gắng làm mưa nhân tạo nhiều hơn. Quốc gia này đang sở hữu và ứng dụng công nghệ tạo đám mây hàng đầu thế giới. Trong đó, hóa chất được bắn vào các đám mây khiến hơi nước ngưng tụ và rơi xuống thành mưa. Mùa hè năm ngoái là mùa hè khô và nóng nhất Trung Quốc trong vòng 61 năm. Khi đó, Trung Quốc đã triển khai các máy bay gieo mây tạo mưa. Tuy kết quả của biện pháp này không thực sự rõ ràng. Khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới ngành trồng trọt và chăn nuôi, những người nông dân đang gánh chịu hậu quả nặng nề bậc nhất. Đa số họ là người cao tuổi. Trong thời gian tới, nếu lượng khí thải vẫn ở mức cao, môi trường không được cải thiện, thì các đợt nắng nóng nguy hiểm có thể sẽ còn trở nên phổ biến hơn trên khắp vùng đồng bằng phía Bắc Trung Quốc, cũng là vùng nông nghiệp quan trọng. Theo Economist, một cuộc khảo sát với các hộ sản xuất nhỏ ở Trung Quốc cho thấy người lao động ngày càng không muốn làm việc ngoài trời trong mùa hè. Nhìn chung, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực cải cách để đảm bảo an ninh lương thực về lâu dài. Nhưng các nỗ lực đó sẽ cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả, trong khi biến đổi khí hậu đang dẫn đến tình trạng thời tiết ngày càng khó lường và khắc nghiệt hơn. Câu chuyện về những trang trại, cánh đồng ở Trung Quốc cũng đã khép lại góc nhìn quốc tế hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!